bạn Lisa của con á, hôm nay sinh nhật có nguyên một cái bánh kem hình con búp bê luôn. Mày nha. Dạ. Để con chỉnh nó thử. Con sẽ dùng cái xẻng để chỉnh cho cái váy búp bê thành một cái váy công chúa. Thiên Channel. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút thích video ở đây, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh Thiên Channel của bé Na thì hãy nhấn nút màu đỏ ở đây nha, để có thể xem được những video hay nhất của bé Na đó. À, xin chào búp bê Misa. Bạn đang cầm cái gì vậy? À, mình đang cầm bánh kem bánh sinh nhật của mình đó. Wow, bánh kem mà sao đẹp quá vậy? Lần đầu tiên mình mới thấy á. À, cái này là mẹ mình mua cho mình đó. Chúc mừng sinh nhật của mình ngày hôm nay nè. Chiếc bánh này là chiếc bánh kem sinh nhật mà có hình búp bê ở trên nữa. Wow, đẹp quá à. Đâu cho mình xem thử đi. Ý, hình như cái váy của nó cũng là bánh kem đúng không? Cái váy đẹp quá à. Đúng rồi, bánh kem sinh nhật là cái áo của búp bê sẽ làm từ bánh kem á. Mình ăn xong mình sẽ có một bạn búp bê Barbie xinh đẹp. Thôi thôi, mình đi về nhà mình ăn bánh kem đây. Bye bye bạn nha, búp bê Barbie Alive. Này nè, ở lại đây một xíu nữa đi, mình chưa nhìn xong. Ôi đã quá à. Bạn búp bê Misa được nguyên một cái bánh kem hình búp bê luôn. Mình phải vô kêu mẹ mua cho mình mới được. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hey, mình nấu cơm xong rồi, bây giờ chỉ cần nấu sôi bình nước này nữa là xong. Mẹ ơi, mẹ ơi, bạn Misa của con á, hôm nay sinh nhật có nguyên một cái bánh kem hình con búp bê luôn. À vậy hả, vậy chúc mừng sinh nhật bạn con nha. Nhưng mà mẹ ơi, con chưa từng được ăn cái bánh kem nào có hình búp bê hết. Con muốn ăn quá à. Được rồi, vậy thì con đợi sinh nhật của con đi, mẹ sẽ mua cho con một chiếc bánh kem có hình búp bê. Thôi giờ tới sinh nhật con lâu lắm. À mẹ nhớ ra rồi, hôm trước mẹ có học được cách làm bánh kem búp bê. Hay là hôm nay hai mẹ con mình cùng thử làm không? Dạ được mẹ. Mình làm đi mẹ. Mình làm xong mình sẽ ăn luôn. Vậy được rồi, con hãy tới đây phụ mẹ làm một số công đoạn nha. Dạ, mẹ cần gì mẹ cứ dạy cho con. Đầu tiên là nguyên vật liệu, cái này thì mẹ phải làm mới được. Đây là bột mì, mình sẽ cho 1 ký bột mì vào đây. Rồi sau đó mình sẽ nêm nếm cái bột này cho nó vừa miệng, nên mình phải cho muối, một xíu muối vào. Rồi mình lại cho một xíu đường vào. Muối thì mặn, đường thì ngọt, cho nên mình phải cho một lượng vừa đủ thôi, để bánh kem mình nó mới vừa ăn. Và đặc biệt đây là phô mai, mình phải cho phô mai vô cho nó béo béo. Đây là những viên phô mai để làm bánh nè. À, và chúng ta sẽ thêm trứng nữa, đây là trứng gà. Sau đó mình sẽ khuấy đều lên, cho bột hòa quyện lại với nhau. Bây giờ con muốn làm bánh kem búp bê có cái váy hình dáng như thế nào? Mẹ ơi, mình làm cái váy búp bê 7 sắc cầu vồng đi mẹ. Có nhiều màu, thiệt là nhiều màu luôn, con thích như vậy. Được rồi, bây giờ con hãy lấy màu thực phẩm để pha vào trong bột đi. Dạ, đầu tiên là màu xanh dương. Blue, cho một giọt vô. Rồi, con sẽ cho tiếp màu xanh lá cây. Green. Mình vừa làm bánh, mình vừa học tiếng Anh luôn. Đây là màu cam. Orange. Tiếp theo là màu hồng. Màu hồng mình sẽ cho vô. Pink. Và màu tím. Purple. Tiếp theo là màu đỏ. Red. Và cuối cùng là màu vàng. Yellow. Xong 7 màu rồi. Bây giờ mình sẽ khuấy đều lên cho màu tan vô trong bột. Quay đều. Thiết cái này vui quá à. Y chang như mình đang dọc đồ chơi vậy. Khuấy lên cho màu nó tan đều ra trong bột. Màu cam. Khuấy lên. Rồi tương tự con sẽ khuấy đều những chén bột màu còn lại nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho vào khay để nướng. Vậy là xong chưa mẹ? Mình nướng xong là mình ăn được hay sao mẹ?
Chưa đâu con. Mình phải làm từ từ chứ. Đầu tiên mình sẽ cho bột màu xanh dương vào trong khay. Cái khay này có thể nướng được trong lò vi sóng nha. Rồi, màu xanh lá cây. Bột màu xanh lá cây mình sẽ cho vào trong khay luôn. Mấy cái này nặng để mẹ làm cho. Còn cái nào dễ hơn thì mẹ sẽ cho con làm. Rồi, bột màu cam. Và tương tự, những thau bột màu khác mình cũng sẽ cho vào trong khay hết. Khay bột màu hồng nữa nè. Rồi rồi, bây giờ phía đằng sau con là lò vi sóng nè. Mẹ sẽ dùng cái lò đó để mẹ nướng những cái khay bột. Cho nó chín mình ăn mình mới không đau bụng. Dạ, vậy để con làm nha mẹ. Không được, con còn nhỏ, con không nên đụng vào những đồ điện. Nó sẽ rất là nóng và nguy hiểm, để mẹ làm cho. Đây, mình sẽ đóng lại và nhấn nút. Chín rồi, kìa, khay bột của mình đã chín rồi đó con. Rồi, màu xanh lá cây. Màu cam. Và tương tự mình làm cho tất cả những khay bột còn lại nha. Mình có đến 7 khay bột lận. Xong màu cam rồi nè. Bây giờ tới màu hồng nữa. Làm cho hết 7 khay bột luôn nha con. Sau đó mình sẽ cho những miếng bánh này lên, tạo thành một cái bánh kem 7 sắc cầu vồng. Tới khúc này con làm được chưa mẹ? Cái này có nguy hiểm không? À được rồi, được rồi. Bây giờ con làm đi. Con dùng cái thìa để con lấy kem và con quét lên trên một cái bánh màu xanh lá cây. Sau đó cho cái bánh màu đỏ lên. Mình sẽ làm nhiều tầng để nó tạo thành 7 sắc cầu vồng đó. Tiếp tục là màu tím, purple. Tiếp tục sẽ là màu đỏ, red. Tiếp tục sẽ màu xanh dương, blue. Blue. Tiếp tục sẽ là màu vàng, yellow, yellow. Tiếp tục sẽ là màu hồng, pink, pink. Đó, con nhìn xem cái bánh của mình nó có nhiều màu sắc chưa. Rồi bây giờ mẹ sẽ dùng dao gọt bánh để mẹ tỉa cái bánh cho thành hình cái váy của búp bê nha. Đó, cái váy của búp bê nó sẽ như thế này nè. Chưa đều để mẹ cắt thêm. Rồi bây giờ con muốn cái váy búp bê sẽ hình dáng như thế nào, con cứ chọn kiểu đi, rồi mình sẽ thiết kế cho cái bánh kem nó thành hình cái váy búp bê. Dạ, con muốn cái váy búp bê thiệt là đẹp y như nàng công chúa. Vậy thì kiểu này nha. Dạ, để con chỉnh nó thử. Con sẽ dùng cái xẻng để chỉnh cho cái váy búp bê thành một cái váy công chúa. Dễ thương quá. Hay là mình đổi kiểu khác đi mẹ. Rồi, vậy thì mình đổi thành kiểu này thử. Wow, cái váy này nhiều màu quá. Còn bông hoa nữa. Rồi, kiểu này được chưa ta? Hay là mình thử thêm một kiểu khác nữa được không mẹ? Được, được, con thích kiểu gì thì con cứ làm đi. Con sẽ làm cho nó thiệt là nhiều bông hoa. Đây, bông hoa này đi. Hay là mình thử kiểu khác nữa đi. Được rồi, được rồi, kiểu này là giống kiểu của nàng công chúa nè. Cái váy cũng rất là nhiều tầng luôn. Mình còn bao nhiêu kiểu nữa vậy mẹ, đưa con xem thử. À, con thấy kiểu bông hoa này nè. Hay là mình lấy kiểu bông hoa này đi mẹ. Con sẽ chỉnh sửa cho bánh kem nó theo cái hình dáng bông hoa. Thôi, cái váy này được rồi đó con. À, lần đầu tiên con làm mà cái váy búp bê thiệt là đẹp đó. Bây giờ con lấy búp bê Barbie con gắn vô đi. Dạ. Con nhớ chỉnh cho búp bê nó vừa với lại cái váy nha. Dạ dạ con nhớ rồi, con sẽ gắn búp bê vô ở chỗ này. Rồi, bây giờ con lấy tóc búp bê con gắn lên đi. Dạ. Con sẽ gắn tóc búp bê lên. Tóc búp bê Barbie là cột lên như vậy nè. Gắn vô cho vừa cái đầu của búp bê, chứ tóc hồi nãy còn rộng quá. Xong rồi đó mẹ. Vậy là xong rồi đó con. Bây giờ con có thể thưởng thức chiếc bánh kem này rồi đó. Wow, lần đầu tiên bé Út làm mà cũng rất là đẹp đó. Mẹ ơi, nhìn ngon quá, mình ăn đi mẹ. Ăn thôi, ăn
thôi. Mời các bạn cùng bánh kem với hai mẹ con của Bắp Tên nha. Qua video này, chắc các bạn đã biết cách để làm một chiếc bánh kem búp bê rồi đúng không? Chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.